Như bạn đã hát sóng xô rồi vỡ tan. Như vậy khi mà sóng vỡ tan thì toàn bộ dấu vết nó cũng đã bị biến mất. Và nhớ lại ngày xưa trong cuộc hành quân của những chiến sĩ của chúng ta, thì có những con đường mà chúng ta, những con người chưa lần nào được đặt chân đến. Và đến nỗi những chú nai vàng nhìn đoàn quân một cách ngơ ngác, bởi vì chúng chưa nhìn thấy người bao giờ. Tiếp sau đây xin mời top ca của Cục Hàng không Việt Nam với bài hát Bài ca Trường Sơn sẽ gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây.